Dạ em xin mến chào cô chú chị em. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 1, em có lên được một số những mặt hàng phôi mai vàng, hy vọng sẽ được cô chú chị em ủng hộ em nha. Em gửi đến lời cảm ơn cô chú chị đã ủng hộ em trong cái thời gian vừa qua. Đầu tiên clip của ngày hôm nay là một phôi mai vàng. Cây mai này là một cái cây mai nội đế rất là dữ nha mọi người. Nó có đường thân nghệ thật. Đây là những cái phôi mai vàng chủ vườn trồng đã sắp đế từ nhỏ. Nhưng trong cái thời gian sắp thì cái độ tuổi nó chưa có lớn, chẳng hạn như cái mặt đây là cái mặt tiền của nó đi. Mọi người đang nhìn thấy một cái nồi đế em ôm nè mọi người nè. Đầu đế của nó rất là bự nha, nhưng mà có cái mặt bên này thì mình đang nuôi lại nha mọi người. Nó nằm ở trong thì nói chung cũng có rễ nha mọi người, cũng có nhưng mà dạng như là bên này nó ít rễ hơn bên này, bởi vì mình so đến cái độ đẹp thì hai bên nó không được cân xứng nha. Đó, 3 phần 4 phần thì một phần không đẹp, 3 phần kia đều đẹp hết nha. Em sẽ đo hoành và em sẽ đo tả chi tiết cho mọi người cùng xem. Ngày hôm nay em mới về bày mới mọi người. Hoành thì em đo sẽ đo nhiều vị trí cho mọi người. Giờ em đo tuốt ở trên này nè. Tuốt ở trên này gọi là cái hoành heo, sẽ đo cho mọi người là 24.5 ly. Đó, còn cái hoành đây là cái bụng của nó nha mọi người. Cái bụng của nó em đo ở đây của nó là được 32. Chỗ này thì không đo được nữa nha mọi người. Vũ đo ở đây, em đo ở đây thì cho mọi người biết cái chỗ này nó lớn nhỏ thế nào. Em không có tính hoành đây nha mọi người. 47. Giờ em tính sẽ tính cái củ lửng của nó nằm giác trên. Củ lửng nằm trên. Hiện tại củ lửng nằm trên em đo của nó được 96. Còn tổng cái hoành đế của nó thì nó tròn quay luôn mọi người, nó tròn quay luôn. Đó, em sẽ đo lại đây cho mọi người cùng xem nè. Đó. Đây. Cái mai này cao được 7 tấc nha mọi người. Cái mai này cao được 7 tấc. Hiện tại giờ cái bầu của nó là 60. Đó, mình vô một cái chậu 60 là rất đẹp nha mọi người. Nó rất là đẹp luôn. Đây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay. Rồi giờ sẽ quay gần lại tả cốt cành. Đây, cái dàn thân của nó nha mọi người. Đây là tập trung nuôi đế và cốt cành là đa số nhiều. Nó có một cành đổ. Mọi người nhìn nè, nó có một cái cành đổ co lắc 3D rất đẹp nha mọi người, cành rất là lực nha, chứ không phải nhỏ. Còn đây thì xét về cái đường thân của nó chỗ này thì nó là sù hết nha mọi người. Nó đang lên sù chứ không phải là sù mạnh. Nè, một thân một cốt giót đọt, đường thân lắc léo y gan như mình đã chỉnh sửa sẵn rồi đó. Về nhà mọi người chỉ lợp dàn tay cành ra mình bẻ lắc nhẹ thôi. Nó lắc nhẹ rồi. Còn trừ cái đuôi đây, biết đâu mọi người về nhà cũng có thể tận dụng cái đuôi này nha. Những mặt hàng này thì em nói cô chú anh chị em bông, em bao bông cho mọi người. Đó. Quanh nhỏ mà nồ đến cũng khiếp gì thì nó vô là những cái cây mai vàng bonsai đại nha mọi người. Mai vàng bonsai đại, cốt cành là dư, không thiếu cành nào. Bông thì tuyệt đẹp luôn, bông từ 7 cánh lên tới 12 cánh. Những cái mặt bông thì em không có nói cô chú chị nó là giảo hay như thế nào, nhưng lúc em đi bứng em thấy 5 có, 7 có, 12 có, nhưng mà đa số là từ 7 lên tới 12 hết nha mọi người. Rồi cây số 1 đầu tiên clip của ngày hôm nay, một cây mai vàng nghệ thuật nồi đế khủng, em xin bằng phép giao lưu giá của chú chị em là 16 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước qua cây số 2. Dạ rồi, bước qua cây này là cây số 2 của ngày hôm nay, vẫn là trung lô nha mọi người. Một cây nồi đế nó gọn, vẫn bự nha mọi người, đường thân không lớn, nhưng mà cây mai này nồi đế nhìn ở ngoài mọi người vô chậu á, những mặt hàng rất đẹp, tại nó có một cái đường thân và độc chủ nó giót cây nó. Cái này tại em làm đế cho nó tới, về nhà mọi người chỉ cần khui vòng nhẹ trồng thôi. Nếu em làm tới đây thì mất công về nhà mọi người khui nó sâu. Đó, chẳng hạn làm tới đây thì cây mai nó rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi cây số 2. Tại cái này thì đa số mọi người cũng biết đến mai vàng Nam bên em làm cho nó tới luôn nha mọi người, chứ không làm bắt về nhà mọi người làm nhiều công đoạn đâu. Quanh em đo nó chỉ có 24 nha mọi người. Ví dụ em đo cái chỗ này nó nạt, nó mở nở ra thì nó được 42. Cái cũ em đo nằm ở đây là được 62. Tổng cái nồi đế, tổng nồi đế em đo của nó là được 1m đúng nha mọi người. Cái chiều cao em đo của nó là được 53. Đường kính bầu, đường kính bầu tới 55, 54, 55. Nó đo hơi xéo, nó hơi khó nha mọi người. Tả về cây mai nồi đế rất là khéo. Nó cây mai này nó có một cái vết cắt ngày xưa nằm ở đây nè. Nó, nhưng mà nó lành nha mọi người, lành. Nó đọt chủ thì rất là ok nè. Còn bằng ngón tay cái em có chừa một cái đuôi để về nhà mọi người cũng có thể tận dụng lại làm thú cũng được nha. Đây, quay từ trên xuống dưới cho mọi người coi nè. Mọi người thấy không, dàn đế của nó là bắp không à, rất là bự. Cây này nó già tuổi lắm rồi, tuổi đời lô mai này 12 năm nha mọi người, 12 năm. Đó, đế của nó sổ từ trên lưng mà xuống tới dưới này là tầm khoảng chừng 3 tấc hơn chút nha mọi người, 3 tấc hơn chút. Quanh nó tuy nhỏ nhưng mà mọi người về nhà vô một cái chậu từ chậu 6 ăn lên. Đó là những cái cây mai mà mình vô gọi là bonsai đại. Đó là đây. Rồi cây số 2 em xin bằng phép cho luôn. Giá của chú anh chị em là 9 triệu, em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ bước qua cây số 3.
Dạ rồi, cây này là cây số 3 của ngày hôm nay, một cái cây mai hình thú dạng như trực lắc chữ C nha mọi người. Em dẫn thừa cái đuôi, cái dạng đế cây mai này nó hay cái là cọng nó rất là bự. Đó, mình nhìn cây, tuy nó không có nhiều rễ nhưng mà vẫn bỏ đều nha mọi người. Cái lô mai này đa số cây nào nó cũng xù hết, đa số là xù lên xù hết trơn. Đó, cây số 3. Giờ em sẽ đo bước đo thông số hoành. Thì thường thường bên em thì mọi người cũng biết đến bên em không có làm những mặt hàng lớn nha mọi người. Thà nó nhỏ mà nghệ thuật, nó quái cây thì em hay lên nhập về lắm. Hoành em đo vị trí này của nó là được 29.5 ly. Tổng cái cũ mà cũ nằm trên này nè, nó này gọi là cũ nè. Thì em đo của nó là được 61. Cái nồi đế của nó em đo của nó là được 98. Chiều cao em đo của nó hiện tại bây giờ tới mặt bầu, từ đỉnh tới mặt bầu em được 52. Đường kính bầu em đo của nó là được 55. Dẫn vô chỗ 6 nha mọi người, dẫn vô chỗ 6. Mặt hàng này nhìn ở ngoài rất là quái cây. Đó, cốt cành nói chung tương đối là đẹp nha. Này thì những cái thế này thì về nhà cũng rất là dễ chỉnh sửa cây. Tại chẳng hạn như những cái cây mai chật và cây chật hoặc chữ C, nó thì vô những cái thế gọi là thế thường đó, thế gọi là thế thông dụng, rất nhiều anh em chuộng. Đó, cây mai hình thú đang vẫn chừa nè, chừa cái đuôi đây, quay gần là đi chậm. Nè mọi người nhìn thấy không, dàn rễ của nó là cọng bự nha, không phải cọng nhỏ nha mọi người, cọng rất là bự luôn. Đó, lô này em vẫn bao bông cho mọi người, nhưng mà tùy theo mọi người về nhà cũng có thể ghép vô, ghép những mặt bông mình thích vô nha. Đó, đuôi có, cốt cành một có, đầu chủ rất là ok. Tuy dàn trên chưa có nhưng bù lại dàn dưới đã có rồi. Rồi, cây số 3 em xin bằng phép cho luôn, giá của chú chị em là 8.500.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Giờ em bước qua cây số 4. Dạ rồi, cây này là cây số 4, cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Một cái cây mai hình thú, dạng dáng thú nha mọi người, nhưng mà nó dạng đế của nó vẫn là dạng như những cái cây mai chật. Nó là một cái cây mai sù có thể lên tới 70-80% nha. Nồi đế của nó bỏ đều 24 giờ luôn. Đó, cái này mình vô một cái chậu 6, mà chậu ép chậu rất là đẹp nha mọi người, ép chậu rất là đẹp. Đó, nhỏ mà có vỏ. Cái mai này nó hoành nhỏ thì nó cũng không nhỏ mọi người. Em bước vô đo thông số, em sẽ nó có một cái eo nằm ở đây. Thì thể đây em cũng nói của chú anh chị em, Tết cũng gần đến rồi, em còn số anh em chưa có lỗ trả cho anh em. Anh em liên lạc qua Zalo giùm em cái nha. Rồi, hoành 33, hoành eo nha mọi người. Còn em tính cái cũ nó nằm ở đây, ngang cái cổ đế, đạm đo ở đây của nó là được 47. Cái chiều cao của nó hiện tại bây giờ của nó là được 50. Cái đường kính bầu em đo của nó là được 47. Cái này ém chậu là vô chậu 5. Vô chậu 5 cũng không vừa, tại dây đế của nó bung ra rất là mạnh nha mọi người. Còn cái hoành đế của nó rất bự nha mọi người. Này gọi là cái hoành đế. Nó nhiều khi anh em cũng cần đo đấy. Em đo thì cái hoành đế nói chung cũng không có quan trọng gì mấy mọi người. Là 1m15 nha. Đó, dáng của nó dạng như là một hình thú dáng bay. Xoay tổng thể đó mọi người nè. Đế bỏ đều 24 giờ nha. Cái này quá trời già tuổi và nó sầu. Và quay lại gần cho mọi người xem dạng đế và sầu ở trong. Đây, em mới vệ sinh sơ sơ tại sầu quá, không dám vệ sinh mà chảy từ dưới chảy lên trên hết nha mọi người. Cái đọt chủ là rất hẹp nè. Nếu mà cái cành một này nè, cái cành này nè, nếu mà nó nhỏ là em cắt lùng lại cho mọi người luôn rồi, để mình chơi cây đẹp. Nhưng mà tán đây đọt chủ quá bự. Ờ, thẹo nó quá bự nha. Đế rất khá nha mọi người. Đế rất là khá. Rồi, lô mai này em vẫn bao bông cho mọi người, từ 7 cánh lên tới 12 cánh. Cây số 4 em xin mở phép cho lô, giá của chú chị em là 12 triệu. Em bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Em rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết đoạn clip về trong ngày hôm nay. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được cô chú chị em ủng hộ em nha. Gửi đến lời cảm ơn cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ kênh của em. Clip của em xin kết thúc tại đây. Em xin mến chào cô chú anh chị em.